Ok, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Machine ATM. Lại là Huy đây. Và trong video ngày hôm nay thì Huy sẽ tiếp tục cập nhật và chia sẻ với anh em tình hình giá của Bitcoin và các đồng altcoin khác với chủ đề là Bitcoin gãy trend hay tăng hay là chưa? Và hiện tại thì nên buy hay là sell, là mua hay là bán ha. Ok, và nếu anh em thấy video này hay và bổ ích thì hãy dành ra 5 giây để like, subscribe và comment ở phía bên dưới video này một đồng altcoin mà anh em đang quan tâm và muốn mình phân tích ở các số video tiếp theo thì mình sẽ chọn ra và phân tích giúp cho anh em nhé. Và nếu anh em thấy video này hay thì cũng hãy lan tỏa, chia sẻ đến những người bạn của anh em và anh em nghĩ rằng họ sẽ cần giúp cho mình ha. Để từ đó thì mình có thêm nhiều động lực để làm thêm nhiều các video phân tích giúp cho anh em ha. Và để không mất thời gian của anh em nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay video ngày hôm nay. Thì đầu tiên, chúng ta sẽ xem qua tình hình tổng quan thị trường 24 giờ vừa qua nó như thế nào. Anh em thấy là 24 giờ vừa qua thì dòng tiền giá trị vốn hóa thị trường nó vẫn tiếp tục giảm, giảm 2,3% thôi, giảm xuống còn 968 tỷ đô. Chứng tỏ là hiện tại đang có một lượng nhỏ thôi ha, là dòng tiền đang chảy ra khỏi thị trường rồi, chạy ra khỏi thị trường rồi ha. Và Bitcoin trong 24 giờ vừa qua cũng như là các đồng altcoin tốt 24 giờ vừa qua thì nó di chuyển rất là nhẹ hay còn gọi là nó biến động rất là thấp ha. Anh em thấy là Bitcoin tăng 0,5% này, Ethereum giảm 1%, nó không có biến động mạnh như ngày hôm qua, nó giảm đến tận mười mấy phần trăm ha đối với đồng Bitcoin. Và Cardano thì 24 giờ vừa qua nó tăng 3,1% anh em. Hiện tại thì mình vẫn còn hold Cardano, cho nên là hiện tại mình vẫn cứ hold thôi, bởi vì là mình có điểm điểm mua, điểm entry nó tốt, cho nên là mình vẫn cứ hold ha. Hiện tại chúng ta không có lỗ, cho nên là vẫn chúng ta tâm lý rất là thoải mái, cho nên là mình vẫn cứ hold. Ok, hiện tại thì em thấy là trong toàn thị trường thì hiện tại có một vài đồng coin nó giảm nhẹ, còn lại hiện tại thì nó vẫn đi ngang ha, hiện tại nó không có biến động mạnh. Chúng ta sẽ xem qua tình hình dominant, cái thị phần của Bitcoin trong thị trường. Thì em thấy là dominant á, thì trên 24 giờ thì nó đang một xuất hiện một cái đường trend giảm như thế này ha. Nếu mà có thể là nó chạm qua đường trend giảm, có thể nó giảm tiếp, và có thể khi mà nó phá khỏi cái đáy nữa thì nó sẽ tạo ra một cái đáy đáy sau nó thấp hơn đáy trước nữa, thì nó sẽ hình thành cái kênh giá ha. Còn hiện tại nó chỉ là một cái đường trendline thôi. Khi nào mà nó hình thành kênh giá thì mình sẽ vẽ cho anh em ha. Vì cái tình hình thị phần á, thì hôm qua nó bị lỗi ở trên TradingView cũng như là trên CoinGecko. Thì nếu mà anh em bật 04 giờ thì nó sẽ ra như cái hình như thế này, còn anh em bật 01 ngày á, 0 ngày á, thì nó sẽ ra một cái nến ảo như thế này ha. Ở vì là hôm qua nó bị lỗi và hiện tại thì họ đã fix được rồi, cho nên là nó không có hình thành những cái bóng nến dài đến tận là 10% như hôm qua ha. Ok, hiện tại thì cái dominant thị phần của Bitcoin thì nó vẫn đang sát cái vùng kháng cự 72 cho đến 73%, cho nên là sắp tới thì mình nghĩ có thể là nó sẽ chạy về đường trendline giảm này nè, và nó hình thành sấp thì nó mới giảm tiếp, còn không thì nó vẫn có thể là nó sẽ quay lên, nó thử lại một cái đường một lần nữa cái vùng kháng cự 72 cho đến 73% ha. Về tình hình giá của Bitcoin thì hôm qua thì là một ngày rất là biến động mạnh, ở vậy là cái vụ anh em thấy chứng tỏ là qua cái volume của hắn này, volume của nó thì nó break lên ha, nó break break cao, cái volume là volume nó tăng vọt và hình thành những cái bóng đến dưới khá là dài. Và volume khi mà nó tăng mạnh như này mà có một cái bóng đến dưới rất là dài, chứng tỏ là bên mua đã quay trở lại thị trường và có rất là nhiều người mua ở tại cái vùng giá ở cái phía dưới này, là cái vùng 30.000 cho đến tầm vùng 35.000 đô ha, 30 cho đến 35.000 đô. Và hôm nay thì nó lại quay trở lại, nó hình thành cái bóng bên dưới nữa ha, và cái nến hôm nay thì nó nằm trọn trong cái nến ngày hôm qua, bởi vì là nó biên độ dao động của nó hẹp hơn hôm qua và nó không có biến động mạnh như hôm qua ha anh em. Hôm qua thì nó giảm là tầm 37.000 đô, về tầm là 30.000 đô nó giảm hơn 7.000 đô, và số video hôm qua thì mình đã có cập nhật cho anh em rồi ha. Trên 24 giờ thì anh thấy là trên 24 giờ thì không này là ngắn hơn không một ngày, và cái đường trendline tăng của nó vẫn chưa bị phá vỡ hay này, nó về quay về nó retest lại cái đường trendline tăng này và nó bơm lên và hình thành cái mẫu hình nến nhặt ba cái nến này, là cụm nến Evening Star, xin lỗi này, đó là cụm nến Morning Star, mẫu hình nến nhặt đảo chiều mang chiều hướng là tăng giá, nhưng mà cái cây nến mà tăng vọt như này này, cái nến tăng được gọi là cái tên cái nến tăng đóng cửa phía trên cái mức giá mở cửa của cái nến đỏ trước á, thì nó có khối lượng volume này, mình thấy là cái khối lượng volume của nó rất là bé, nó giảm volume mua của nó, dù là cái nến tăng nhưng mà thân nến dài, nhưng mà
volume của nó giảm xuống, chứng tỏ là cái đấy là không có mô hình setup này, nó không có đặc biệt cũng như là không có cái khả năng tin cậy cao ha. Cho nên là mình vẫn view cho nó cái thời gian sắp tới của Bitcoin khả năng là nó sẽ tăng lên tầm 37.000 và nó sẽ đâm một phát về 30.000 đô, retest lại cái vùng hỗ trợ này một lần nữa và hình thành nên cái mô hình đó là double bottom hoặc là Adam thì nó chúng ta mới canh, chúng ta mua ha, chúng ta có canh tâm mua khi mà nó có setup đó. Còn mà nó không có tăng mạnh, không có tăng ngay lập tức là anh em nó sẽ tăng lên và nó sẽ có một nhịp điều chỉnh và nó mới tăng tiếp, xác nhận cái mô hình hai đáy này. Thì đó là cái plan, cái view cho tình hình sắp tới của Bitcoin. Tiếp theo là cái đồng Ethereum Classic. Ethereum Classic thì anh em thấy là hiện tại nếu mà anh em mua theo cái video hôm trước cũng như là cái video trước đây mình có share cho anh em rồi, chúng ta mua bởi vì ở trên không tuần nó đã break khỏi cái mô hình tam giác tích lũy này, nó break lên rồi ha và nó quay về retest lại cái vùng 5 đô, 5,3 đô này một lần nữa và chúng ta mua ngay tại cái vùng này rồi. Thì hôm qua ở trên sàn Coinbase, đây trên sàn Coinbase ha anh em, thì nó đã có giá là 15 đô ha anh em, nó nhân 3, nó có lợi nhuận là 200, gần 300% đối với cái đồng Ethereum Classic này. Nhưng mà ở trên sàn Binance thì nó lại không có mức giá này ha, bởi vì là sàn Binance nó bị chen giá so với sàn Ethereum, sàn Coinbase, cho nên là nó không có mức giá này. Và nếu anh em mua được ở sàn Coinbase á, chúng ta đã nhân 3 tài khoản rồi ha. Đó là cái mức giá ở cái nến tuần trước. Ok, thì chúc mừng anh em. Cho nên là hiện tại Ethereum Classic chúng ta vẫn không có một vùng mua tốt, cho nên chúng ta không có mua vào đồng này nữa ha. Đây, tiếp theo là cái đồng Ethereum. Ethereum thì trên hôm 4 giờ thì anh em thấy là nó đang retest, nó đã retest lại cái vùng được gọi là cái vùng swing low, là cái vùng đáy dẫn đến đỉnh cao nhất chứ không phải là cái đáy này anh em. Bởi vì nó bơm lên rồi và nó đi ngang một nhịp tạo thành một cái vùng build up, là một vùng tích lũy, vùng đỡ giá. Khi mà giá Ethereum nó quay về retest lại thì nó sẽ có một cái vùng này, vùng đỡ giá, nó đỡ giá của Ethereum ha. Và ở đây thì nó cũng có nên cái mẫu setup đó là Morningstar, mô hình mang chiều hướng tăng giá, nhưng mà cái khối lượng volume của cây nến tăng này thì nó giảm, cho nên là chúng ta không cũng vẫn như view của Bitcoin, chúng ta sẽ chờ cái mô hình hai đáy, chúng ta sẽ múc lên ha, buy lên. Và hiện tại thì cái trend của Bitcoin nó đã giảm chưa anh em? Thì mình thấy là nó vẫn chưa giảm mà nó chưa có gãy trend tăng, bởi vì là cái vùng này nè, là cái vùng 30.000 đô nữa, 30.400 đô nữa, nó vẫn chưa bị phá vỡ, nó chưa bị phá vỡ, nó quay về retest bình thường ngay lập tức nó bơm lên lại. Cho nên là vùng này đang đỡ giá rất là tốt và vùng này là vùng chuyển xu hướng. Khi mà nó phá vỡ khỏi cái vùng này á thì cái xu hướng nó bị xu hướng tăng nó mới bị gãy ha. Cho nên hiện tại thì chúng ta vẫn là một xu hướng tăng, cho nên chúng ta mua thuận theo xu hướng thôi, chúng ta không có ngược ha, chúng ta không có đi ngược xu hướng. Ok, Ethereum và các cái kèo mà mua thì mình sẽ liên tục call cho anh em ở trong cái channel Telegram của team mình. Và nếu anh em chưa tham gia và cũng muốn tham gia với Telegram team mình á, thì hãy ấn vào cái đường link mình để dưới phần mô tả này, Telegram group ha, anh em ấn vào cái đường link Bitly này thì nó sẽ đưa anh em vào Telegram của team mình, anh em ấn join ha. Thì trên đây thì sẽ có các anh em cộng đồng cho anh em trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trade cũng như là hold coin. Và anh em nếu anh em nào muốn có thắc mắc á, thì anh em hãy chat lên ha và mọi người sẽ giúp đỡ cho anh em. Ok, và anh em hãy chat lên ha, chứ anh em không anh em vào quan sát thôi á, thì nó cũng không có giúp ích được gì nhiều, bởi vì là nó không có bổ ích. Ok, tiếp theo là các cái đồng altcoin mà mình phân tích theo yêu cầu của anh em. Đầu tiên sẽ là đồng STT, đây là đồng sàn, đồng coin của sàn FTX. Thì đây là một cái đồng coin mà anh em hỏi là hiện tại thì có nên mua cái đồng coin này hay không. Thì theo như mình á, ở trên khung ngày thì mình đã có phân tích rất là lâu rồi, đó là cái vùng mua chúng ta là vùng 3,7 và vùng 4,8 này. Và khi mà anh em áp dụng cái phương pháp mà mình đã có share cho anh em á, là cái phương pháp mẫu hình hộp Davos, thì anh em thấy là đây là một cái hộp Davos này. Khi mà nó break lên có một nhịp quay về retest và nó bùng vào, khi mà nó bùng lên nó cũng có một nhịp retest lại mà nó bùng tiếp ha. Thì đồng coin sàn á, thì cái tiềm năng của nó thì rất rất là về lâu về dài thì sàn mà, cho nên là cái đồng coin của nó thì nó sẽ tăng tăng trưởng rất là tốt theo cái tình hình kinh doanh của cái sàn ha. Cho nên mình đã mua rồi ở cái vùng giá là 3,7 đô và hiện tại thì mình cũng vẫn đang lãi, và mình lãi cao nhất là 200% rồi ha đối với cái đồng STT này. Cho nên là mình hiện tại mình vẫn cứ gồng thôi, hiện tại thì chúng ta vẫn lãi, cho nên cái tâm lý nó rất là thoải mái, cho nên thì chúng ta vẫn cứ gồng thôi nè. Và vùng mua tốt cho nên khi mà giá nó giảm về chúng ta mua ở được ở vùng 4,8 và vùng 3,7 ha. Đó, đây là hai cái vùng mua tốt cho anh em.
Tiếp theo là cái đồng Bitcoin Cash. Bitcoin Cash thì nên thấy là nó đã trên đứng tuần thì nó đã break khỏi cái vùng mức giá cao nhất mọi thời đại của Bitcoin Cash là vùng 475 đô. Thì anh em thấy là nó đã break lên rồi. Đây là một nhịp quay về retest lại. Nhưng mà cái nhịp retest này mình không có được coi là mình không có kỳ vọng cao lắm, bởi vì là cái vùng này thì không có độ tin cậy cao, bởi vì là nó nằm ở sát cái mốc 0.382 của Fibonacci ha. Và hiện tại thì mình sẽ kỳ vọng là nó sẽ vẫn tiếp tục giảm về cái vùng là 423 hoặc là 374 này. Vùng tốt nhất cho anh em mua là vùng 374 và vùng 331 này. Nếu mà nó giảm về chúng ta mua được ha, ở hai cái vùng 374 và 331 này ha. Ok, ở vậy là cái volume mua của đồng Bitcoin Cash trong tuần vừa rồi ấy, thì nó tăng rất là nhiều. Cho nên là hiện tại cộng đồng đang hướng đến cái đồng Bitcoin Cash này, cho nên em có thể mua được. Tiếp theo là cái đồng ONT. ONT thì mình đã có xe em rất là lâu rồi. Chúng ta mua ở cái vùng giá là 0.51. Và khi mà giá của Bitcoin nó giảm như hôm qua, nó điều chỉnh, chúng ta vẫn cứ lãi, vẫn còn lãi ha. Chúng ta vẫn còn lãi ở mức giá này là vùng 0.51 và hiện tại đang là 0.54. Chúng ta vẫn cứ lãi là tầm 5%. Ok, hiện tại thì trên khung tuần thì cái đồng ONT này vẫn trong một cái mô hình tích lũy tam giác thôi. Chúng ta mua được ở cạnh dưới, chúng ta vẫn cứ gồng ha. Và vùng mua tốt nữa chúng ta là cái vùng 0.45 này và cho đến 0.5 ha. Cái đồng tiếp theo là cái đồng XRM. Rất nhiều anh em hỏi cái đồng này. Cái đồng XRM này là cái đồng coin Serum và Serum này thì cái đồng này thì có sản phẩm rồi, đó là cái sàn Serum Desk ha. Thì đàn sàn này thì do Sam cũng như là CEO của FTX đứng ra, cho nên là nên thấy là cái đồng này trong thời gian sắp tới thì nó vẫn có tiềm năng tăng trưởng rất là tốt. Và cái vùng mua tốt cho anh em là cái vùng này nè, vùng 1.29 đô, là tầm 1.3 đô ha. Hôm qua thì nó điều chỉnh về nó retest lại cái vùng này, ngay lập tức nó bơm lên, chứng tỏ là cái lực cầu ngay tại cái vùng này rất rất là nhiều. Và nó cũng vừa break khỏi cái mẫu hình được coi là cái mẫu hình tam giác tăng ha, mẫu hình tam giác tăng, và có thể gọi cách khác là mẫu hình tam giác tích lũy. Và nó đã break lên rồi, cho nên khả năng sắp tới khi mà nó retest lại cái vùng này chúng ta mua được ha, vùng 1.29 đô này nè. Và tiềm năng nó có thể là nó tăng đến tặng các cái vùng kháng cự phía trên này là vùng 2.6 cho đến 3 đô ha. Ok, và anh em thấy là cái từ khóa Bitcoin trong những ngày vừa rồi ấy, thì nó trong hiện tại trong tuần vừa rồi ha, là tuần từ ngày 3 tháng 1 cho đến ngày 9 tháng 1 nó đã tăng ha, nó tăng đến tặng là 68 rồi. Và tuần trước ấy, là 27 tháng 12 cho đến ngày 2 tháng 1 thì nó chỉ là 41 thôi. Và tuần gần đây nhất đó là ngày 3 cho đến ngày 9 tháng 1 thì nó đã 68. Thì cái từ khóa này trên Google Trend á, thì nó chứng tỏ là các nhà đầu tư ở trên toàn thế giới đang để tâm cũng như là đang ngắm nghía đến cái đồng Bitcoin này, cho nên cái lực cầu cũng như là cái dòng tiền của nhà đầu tư mới đổ vào thị trường sắp tới sẽ rất là nhiều ha. Cho nên là mà mùa sắp tới là cái mùa uptrend cho năm 2021, đó là cái theo quan điểm cá nhân của mình. Cho nên là các anh em nào mà mua được altcoin ở cái vùng giá cao á, xin lỗi anh em, khi nào anh các anh em đã mua được altcoin ở cái vùng giá mua tốt như mình đã có share rồi thì chúng ta vẫn cứ hold thôi ha. Còn các đồng coin như là BAT cũng như là CRV mình share gần đây thì hiện tại chúng ta vẫn đang có vùng mua tốt hơn, cho nên chúng ta vẫn cứ mua được ha. Ok, và cái video cập nhật thị trường của mình ngày hôm nay đến đây kết thúc. Và trước khi kết thúc video thì với các anh em chưa tham gia vào group Merchant ATM thì hãy tham gia bằng cách là ấn vào đường link mình để ở dưới phần mô tả để tham gia với team mình ha. Và anh em cũng hãy tham gia trao đổi chat ở trên Telegram cộng đồng của team mình để mọi người có thể giúp đỡ cho anh em ha. Và anh em cũng hãy dành 5 giây để like, subscribe cái kênh YouTube này để có được những cái video bổ ích của team mình. Xin cảm ơn tất cả các anh em theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại anh em ở các số video tiếp theo.